Quân ơi, hàng về rồi Quân ơi, ra đây anh bảo. Đâu đâu đâu, hàng gì mà gấp thế anh? Đây này anh chỉ cho, đây này, hàng mới về đây này. Array Active Temisen. Trước anh review rồi. Đấy. Bây giờ hàng đã về nhiều hơn tại kho, cực kỳ nhiều luôn. Và đã ở kho rồi. Đó. Cái mã này thì anh đã review trước ở trong những cái video trước thì rất nhiều khách hàng quan tâm và đã bán rất nhiều. Đơn cử như là một số những đơn lắp tại nhà hàng này cũng như là quán cà phê thì dùng Temisen này cực kỳ phù hợp luôn. Temisen này là đơn vị nào nhập khẩu anh nhỉ? Temisen này là thương hiệu đến từ Trung Quốc, nó chuyên sản xuất những dòng loa kéo này cũng như là array này hay là những sản phẩm về âm thanh, rất nhiều phụ kiện dây jack cũng có. Đặc biệt là với dòng Temisen này thì được nhập khẩu về Việt Nam thông qua nhà nhập khẩu công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế BKSAO Việt Nam. BKSAO. Ừ, với thương hiệu BKSAO Việt Nam thì chú cũng rất là quen thuộc rồi đúng không? Rồi nhập khẩu không chỉ Temisen mà rất nhiều những sản phẩm mà nó trải dài phân khúc nhỉ. Yeah. Từ thấp này cho đến cao, cho đến phân khúc gia đình cao cấp đều có thể dùng được đó, rất nhiều. Ừ. Và em thấy ở đây có hai loại à anh, sao tên nó lại khác nhau nhỉ? Temisen LT15, đây là mã LT15 thì array này sẽ bao gồm một chiếc active và một chiếc passive. Active nó sẽ là nguồn nuôi cho passive. Và cái array này cực kỳ nhỏ gọn, anh review trước rồi đấy, thì bây giờ anh sẽ mở ra xem hàng mới như nào cũng như đánh giá thử chất âm của dòng Temisen LT15. Một chiếc passive và một chiếc active. Đúng rồi. Nếu mà như vậy thì sẽ sử dụng con active để nuôi con passive này anh? Đúng rồi. Active nó sẽ là nguồn nuôi để nuôi cho toàn bộ hệ thống array, cả hai con luôn. Rất là tiện. Mà con này nhá, setup cực kỳ dễ dàng. Tí anh setup cho chú xem. Có bánh xe cực kỳ tiện lợi trong việc di chuyển cũng như là vận chuyển. Mười năm không gặp, thường tình đã cũ. Mây bay bao năm, thường mình đã quên. Như mưa bay đi, một trời thương nhớ. Đây quân nhé, đây là một bộ sản phẩm hoàn chỉnh này, bao gồm hai con, một con active và một con passive. Đấy, thì nó cũng ghi rất là rõ ràng ở trên vỏ thùng, không thể nào nhầm lẫn được, đúng không? Được. Ok, vậy thì còn chức năng hay là một số những cái thông số cơ bản thì nó cũng ghi hết ở vỏ thùng đây rồi. Big Power Subwoofer thì với cái củ loa súp có công suất lớn này, đọc USB thẻ nhớ này, đó, có chức năng hát karaoke này, có điều khiển này, remote này, Bluetooth này. Đó. Và công suất của một combo như này là 800W một con. Thì 800W. Hai con nó sẽ là 1600 đúng không? 1600. Thì một con này này thì mắc của nó lên tới 2000. Oh. Đó, thế thì công suất nó sẽ chạy từ 1600 cho tới 4000. Thì với cái chức năng cũng như là cái mức công suất như này thì em có thể đoán được là cái combo này mình sử dụng cho mục đích gì không? Với sử dụng cho mục đích thì em nghĩ là rất là nhiều đấy. Đầu tiên là quán cà phê này, và nhà hàng cà phê này, nhà hàng này, và diện tích sử dụng cho khoảng 200 khách đổ về, với những không gian sự kiện đúng không? Đúng rồi chị. Mức khoảng 200 khách đổ lại thì hoàn toàn là nó có thể đáp ứng được, quá thoải mái. Đúng rồi, mình cũng đã lắp rất là nhiều những công trình, những dòng loa LT15 này rồi, quả thực là khách hàng phản hồi lại rất là tốt, sử dụng dễ dàng này, dễ dàng trong việc di chuyển vận chuyển này, cũng như dễ, đúng, không? Đúng rồi, là chức năng của nó thì quá là dễ rồi, dễ như ăn kẹo rồi, đúng không? Là full chức năng luôn đúng không ạ? Đúng rồi, cực kỳ tiện lợi. Ok, bây giờ anh em mình mỗi người mở một con ra nhé, để xem ai mở nhanh hơn. Tay cầm cực kỳ dễ dàng trong việc mở ra. Đó. Vỏ thùng bảo vệ rất là chắc chắn. Cái công đoạn setup này thì em thấy anh thấy nó còn kinh khủng hơn nữa cơ. Đây này, nhìn anh mở một vài chốt ra thôi. Thank you for trying this demo. Đây, chú thấy mở một con có dễ không? Thao tác đơn giản. Ok, bây giờ anh em mình nốt chiếc còn lại.
chiếc này, chiếc Active. Bây giờ lại thao tác như vừa nãy. Đó, rút hai con chốt ở dưới ra. Rồi, bây giờ là biến hình. Bây giờ anh em mình biến hình. Đó. Đấy. Đúng khớp. Chốt vào là xong. Nhanh không? Có khi là hai con này mà setup xong thì trong vòng khoảng 1 phút là xong đúng không? Phút bốt. Vừa nãy là anh em mình vừa setup rồi. Bây giờ còn một cái phụ kiện nữa là cái dây dây. Đấy. Đây là cái túi dây đựng dây dắt của cả hai combo này, cả active và passive. Mỗi bên thì nó sẽ có một cái. Đó. Đầu tiên này, dây loa. Đó, một dây loa hai đầu speakcom. Và một dây nguồn điện. Đó, nguồn điện cũng gắn vào đầu speakcom này luôn. Rất là hay. Ok. Dây này nó lại là hai đầu luôn. Đó, bởi vì là một ao ra hai cái tay array này luôn. Rất là tiện lợi. Còn dây nguồn thì chúng ta sử dụng một đầu nguồn, hai chân để cắm vào ổ điện. Và đầu còn lại thì chúng ta sẽ cắm vào cổng speakcom AC của loa. Đó. Ok, bây giờ anh sẽ xoay lại để mọi người có thể nhìn rõ hơn cách mà chúng ta kết nối. Với cái dây này cắm nguồn điện thì chúng ta sẽ cắm vào đệm AC in này. Đó. Và đầu còn lại thì chúng ta cắm ổ điện này. Còn cái đấy thì cắm như nào quên? Đây quý vị có thể cắm bên right Twitter này, được chưa? Twitter, ok. Và chia ra hai loa. Chia hai loa thì cứ cắm vào input là được, đúng không? Đúng rồi anh ạ. Cắm vào input thôi. Ok. Gọi là dễ nhân kẹo. Bây giờ đến rất nhanh. Combo thứ hai. Combo thứ hai thì đây là chiếc loa passive quý vị nhé. Đó, thì cái bộ phụ kiện của nó cũng sẽ bao gồm dây loa thôi. Đặc biệt là với chiếc passive thì nó không cần phải dùng dây line điện nữa, line ổ điện nữa, bởi vì là mạch công suất thì đã ở chiếc active rồi. Passive thì không cần phải như vậy. Phụ kiện bên trong chiếc loa passive thì bao gồm một dây loa 5m, tức là cho phép là hai loa này cách nhau khoảng 5m. Còn nếu muốn dài hơn thì chúng ta tự trang bị dây loa cũng đơn giản thôi. Cứ loa hai đầu speakcom như này là được, đúng không? Ok. Một cái dây 5m này. Và tiếp theo cũng là một sợi dây 3 đầu để chúng ta ao tín hiệu từ súp lên dây full. Rồi, thì ở đây chúng ta cũng đơn giản thôi. Từ đầu tổng, đúng không ạ? Đầu tổng thì chúng ta sẽ cắm vào output. Đó. Súp sẽ ao tín hiệu lên hai cổng input của hai tay full. Rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lấy tín hiệu out từ bên loa led. Đó. Và sẽ cắm vào input của loa active. Input của loa passive. Rồi. Em thấy quá trình setup này cũng như là di chuyển nó có tiện, nó có nhanh không? Rất là tiện lợi. Đúng không? Và thao tác cũng dễ dàng. Cái điều này thì anh em sự kiện cực kỳ thích, bởi vì là anh em sự kiện thì luôn luôn muốn một cái sản phẩm gì mà nó giản dị này, dễ ăn dễ chơi này, đúng không? Đúng rồi, một phát ăn luôn mà hiệu quả lại cao. Đó. Thì đấy là cơ bản về cách mà chúng ta setup. Còn về cấu hình thì sẽ như thế nào? Như vậy thì cấu tạo của một con combo như này thì sẽ gồm bass và check hay là mid low như nào anh? Với cấu tạo của combo array nó nhỏ gọn như thế này thì chúng ta có đây, anh nói một combo nhé, một combo trước. Combo. Thì đầu tiên to nhất là một củ bass có đường kính là 15 inch, tương đương với 40 cm. Súp. Đó, súp bass 40. Rồi. Tiếp theo thì với mỗi một cái tay loa full này, mỗi một tay nhá, nó bao gồm hai củ chép có đường kính là 1,75 inch. Đó, và bốn củ loa bass ở bốn góc. Mỗi một củ có đường kính là 6,5 inch. Đó. Rất nhiều đúng không? Rất nhiều loa, trang bị cực kỳ nhiều loa. Vậy thì tương ứng với như vậy thì chúng ta mỗi một combo như này thì sẽ bao gồm 4 củ loa woofer, 8 củ loa woofer. 8 củ loa woofer có đường kính là 6,5 inch. 4 củ loa chép
có đường kính là 1,75 inch và cuối cùng là một chiếc subwoofer loa siêu trầm có đường kính là 15 inch. Đó. Tổng mức công suất của một combo như này cho ra là 800W, mắc lên tới 2000. Khá là lớn. Ừ. Tương tự với combo Active bên kia, về hệ thống củ loa y hệt nhau. Đó. Anh thấy thì đây là một trong những dòng loa có mức công suất nó khá là ổn. Khá là ổn để chơi trong những không gian quán cà phê, nhà hàng hay là cho những sự kiện có số lượng khách lên tới 200 người, hoàn toàn có thể đáp ứng được. Và tiếp theo là anh muốn giới thiệu đến Quân về cái hệ thống mạch DSP ở đằng sau. Đó. Đây, dây dợ thì chúng ta cứ để sang một bên. Đây là hệ thống mạch DSP ở đằng sau của chiếc subwoofer. Đây là mạch công suất luôn nhé, mạch công suất tích hợp cả DSP. Có một màn hình LED ở đây để nó thể hiện cái thông số input là gì. Đó. Và chú thấy không, rất nhiều những cái lỗ tản nhiệt để nó có thể đảm bảo cho thiết bị hoạt động trong thời gian dài mà nó không bị nóng. Đó. Chức năng thì em có thể nhìn ở đây thì em có thể thấy được ngay chức năng của nó rồi. Khá là cơ bản đúng không? Cơ bản. Nó chỉ có chỉnh eco thôi đúng không ạ? Mic, đúng rồi. Nhạc. Chỉnh được tông của cả effect này. Đó, chỉnh effect này. Chỉnh được tông nhạc này, tông mic này, tông của nhạc này. Bass chép, bass mid chép. Đó, đầy đủ đúng không? Đầy đủ. Con này chơi được cả USB. Đấy. Em mà để ở trước quán cà phê hay là để trước nhà hàng cắm USB vào nói cả ngày không biết mệt luôn. Ngoài ra thì nó còn chơi được cả guitar này. Em thấy không? Nó rất là tiện. Đường guitar, mic riêng nhá. Mic riêng, guitar riêng. Em biết để làm gì không? Để mic này thì nó sẽ ăn effect vào. Còn guitar thì nó sẽ không ăn effect. Để có cái tiếng mộc, chất mộc mạc của guitar. Đó. Thì cơ bản là chúng ta cũng có thêm cái đường RCA để cắm cho nó đa dạng những cổng kết nối. Tức là em có cái gì anh cũng chiều được hết. Đúng rồi. Ngoài ra một cái không thể thiếu em biết là cái gì không? Input đầu vào không thể thiếu. Đúng rồi. Là Bluetooth. Đấy. Không dây đúng không ạ? Kết nối không dây. Kết nối không dây ạ. Cực kỳ tiện lợi. Em có thể đứng ở một nơi mà loa phát một nơi. Rất là tiện lợi đúng không? Cầm điện thoại, hát đúng không? Không phải dây dợ gì. Rất là hay. Công tắc on off này. Cắm điện vào công tắc on off. Rất là hay. Một cái tiện nữa cho anh em sự kiện dùng dòng LT15 này thì em biết là cái gì không? Cái gì? Là tất cả điều chỉnh bằng cơ. À. Dù cho có ai đi chăng nữa, đúng kể rồi, cả đúng rồi. các bác lớn tuổi đúng nhìn rồi. Phát là sẽ hiểu ngay, đúng không? Không có số má gì ở đây cả, rồi, không cần phải điều chỉnh máy tính. Với lại cho những người có thể thao tác ở trên máy tính khó khăn, đúng không ạ? Đúng rồi. Không biết là sử dụng máy tính gì ạ? Con này chọc phát ngoáy cái là ăn ngay. Đúng rồi. Đấy. Dễ dàng luôn là. Cực kỳ tiện lợi. Miễn liền luôn đấy. Đúng rồi. Anh thấy con này thì nó rất là hợp lý cho những anh em đi làm sự kiện nhỏ nhỏ, rất là hợp lý. Hoặc là cho những quán cà phê không cần phải điều chỉnh thao tác quá nhiều, hay là ai đó trong quá trình sử dụng mà vào vặn vẹo gì đó đúng không? Chỉ cần chụp lại đúng khớp thì quay lại một cái là ăn ngay, đúng không? Cơ bản là về ứng dụng này, về cách thức setup này, cũng như là về cái tính năng của nó thì em cảm thấy là như nào? Ok không? Em cảm thấy là phù hợp hết rồi anh ạ. Ừ. Thế thì có chất âm như nào thì em đã biết chưa? Chất âm thì khả năng là bây giờ để cho em và khách hàng cùng trải nghiệm luôn. Ừ. Ok, thì bây giờ là anh em mình sẽ set up để test thử. À, ở trên website của chúng ta đang niêm yết sản phẩm này. Một combo bao gồm hai array, đó, hai array, một active, một passive. Nó có giá niêm yết là 55 triệu một combo. Còn được tặng kèm thêm một bộ micro không dây BIK BGU100. À. Rất là tiện lợi đúng không? Tức là đầy đủ luôn rồi. Chúng ta không cần phải làm gì cả. Chỉ cần mua đôi loa là đã có thể hát karaoke thoải mái rồi. À, ok, bây giờ chúng ta, anh em mình cùng nhau test thử luôn nhé.
xanh như em với anh. Này người yêu em thương mến ơi, anh hãy yêu màu xanh. Mà nếu có lỡ duyên ta sao chẳng thật, vì em ra đi trước anh. Này người yêu khi anh nhớ em, hãy bước lên trời xanh. Mình đã viết con tim qua phong thư màu xanh, mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm nay sao em ra đi, về trời xanh xa xôi xa xăm em bỏ ai. Anh thật cần một bờ vai em ơi, nhưng không cần ai lúc này, để anh có nơi tựa vào. Mà sao cháu anh buồn thế? Anh nghe cơn gió đang về, như em gần kề bên anh. Anh đưa đôi mắt anh tìm, nhưng không thấy em ở đây. Anh yêu em quá vất rồi, nên lỡ như em về thôi. Anh em mình vừa cùng nhau trải nghiệm hát karaoke cũng như là nghe nhạc ở trên combo LT15 của thương hiệu Temesia ngày hôm nay rồi. Em cảm thấy cái chất âm của nó như nào khi mình hát và khi mình nghe? Được rồi, vừa rồi như quý vị cũng đã từng trải nghiệm giống như em đúng không ạ? Thì quý vị có thể nghe thấy là chất âm là bass cực kỳ là căng đúng không ạ? Sâu này, và check thì cực kỳ là sáng. Và okay, độ phủ âm nó đi rất là xa đúng không ạ? Và chất âm như là mic hay là echo reverb rất là nhuần nhuyễn và rất là sáng đúng không ạ? Nó dễ hát. Dễ hát. Đặc biệt là ai cũng có thể hát được. Cái hiệu ứng echo khi mà chúng ta chỉnh thì nó rất là dễ hát. Đó. Và sự kiện anh nghĩ là cái combo ngày hôm nay nó hoàn toàn phục vụ thoải mái trong những không gian sự kiện lên tới 200 khách. Khoảng tầm 200 khách thì rất quán là... cà phê này, yeah, quán cà phê nhà này, hàng dùng cho các đúng band rồi. Nhạc hay là nhạc. Rock hay gì rất là hay. Nếu band nhạc thì anh em mình nên sử dụng thêm mixer. Đúng rồi. Kết nối thì nó thoải mái hơn. Đó, nhỏ gọn cực kỳ đúng không? Anh thấy thích cực kỳ đôi loa này. Thì hiện tại với dòng Temesian LT15 đang có mức giá bán tại Bảo Châu Elec là 55 triệu một combo. Đó, bao gồm một combo active và một combo passive. Đó, 55 triệu là quý vị đã sở hữu được hai dàn array như này, cực kỳ hay rồi. Mà còn được tặng kèm thêm micro cơ. Đó là bộ micro gì nhỉ? Bộ micro BKBJU100 quý vị nhá. Đấy, một bộ micro cực kỳ thích hợp dùng trong không gian sự kiện và gia đình. Rất là sáng tiếng. Và nếu như vậy thì em và quý vị có thể tới đâu để thử những cái bộ array như này anh nhỉ? À, với những combo array LT15 này đã được phủ dài tất cả 13 showroom của Bảo Châu Elec. Em đến showroom nào cũng có hàng để có thể test thử hoặc có thể chốt luôn ở đó. Trải nghiệm đó. Mua luôn đấy đúng không? Mua luôn bởi vì mức giá nó quá hợp lý cho combo array như thế này, cực kỳ gọn và tiện lợi. Dùng sự kiện đúng không? Anh có thể đảm bảo với em ở trên thị trường để có một cái sản phẩm array mà chất âm hay như thế này. Đó, thiết kế độc đáo và nó cực kỳ gọn nhẹ, linh động, linh hoạt như thế này mà chỉ có mức giá là 55 triệu còn được tặng kèm thêm micro thì bây giờ hầu như không có, đào đâu ra đúng không ạ? Không có luôn quý vị ạ. Đào đâu ra một combo mà nó quá tuyệt vời như thế này. Đó. Quý vị mua xong là full option luôn, đầy đủ để sử dụng luôn ạ. Và nếu quý vị yêu thích video ngày hôm nay, quý vị có thể để lại số điện thoại của mình ở phía dưới comment. Và ngày hôm nay video chủ yếu là giới thiệu đến em Quân cũng như là quý vị về các sản phẩm của thương hiệu Temesian do nhà nhập khẩu BK6 Việt Nam đã cập bến tại Bảo Châu Elec. Đó, đã ở kho rồi, rất nhiều sản phẩm đang ở kho quý vị nhé. Ngoài những sản phẩm Temesian đã cập bến tại cửa hàng chúng tôi ra thì chúng ta còn có rất nhiều những sản phẩm đang ở kho, quý vị có thể thấy không ạ? Loa đề nông này, Anto này, hay là những dòng súp rất nhiều đúng không ạ? Cục đẩy này, vang số hay là đẩy liền vang đang ở kho rất là nhiều, cho nên là quý vị hãy yên tâm cứ đến Bảo Châu Elec trải nghiệm là chúng ta sẽ tìm ra được cái sở thích của mình đúng không ạ? Còn những cái chính sách cơ bản thì Quân có thể kể với mọi người là chính sách cơ bản khi mua hàng tại Bảo Châu Elec thì mọi người sẽ được những gì? Với chính sách cơ bản của Bảo Châu thì quý khách hàng sẽ được miễn phí vận chuyển đúng không ạ? Và hỗ trợ bảo hành trọn đời. Okay.
sẽ được hỗ trợ set up bởi những kỹ thuật viên có tay nghề cao, lâu năm trong ngành lĩnh vực âm thanh để set up cho quý vị những bộ dàn karaoke để làm sao cho quý vị hài lòng thì thôi, đúng không ạ? Về với mức đầu tư mà quý vị đang bị thiếu hụt thì quý vị có thể sử dụng với phương thức trả góp với lãi suất 0% quý vị nhé. Ok, và cuối cùng là quý vị nếu muốn mua hàng có thể qua trực tiếp 13 showroom của Bảo Châu hoặc truy cập vào website baochoulet.com. Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại hotline của Bảo Châu là 1900 0255 quý vị nhé, hoặc hotline của Hữu Duy là 0866693631, hoặc hotline hỗ trợ kỹ thuật của Bảo Châu là 0868500255. Quý vị gọi đề số đó sẽ được em Quân hỗ trợ trực tiếp. À, vâng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Bảo Châu Relax. Đừng quên nhấn like, share, subscribe kênh quý vị nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Relax sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!